An đã quay trở lại kênh Thảo Nguyễn City ở Mỹ. Hôm nay Thảo dẫn các bạn đi chùa Pháp Hoa ở Vernon, tiểu bang Connecticut các bạn ơi. Thảo đang ở trong chùa Pháp Hoa. Chùa này tổ chức lễ Tết. Mẹ ơi nè, ở đây nó có cây mai quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Cái này là trong cái cảnh chùa các bạn. Nè, coi cô áo dài bạn của Thảo nè, đẹp dễ sợ chưa? Trời ơi, coi kìa. Đẹp quá trời là đẹp luôn. Hôm nay Tết ai cũng đẹp lồng lộng hết trơn. Đẹp lồng lộng hết rồi. Dạ, đang chụp cho. Xa xa trước mặt các bạn nó có cây mai đó. Khói nhang cũng hơi nhiều. Khung cảnh rất là yên tĩnh. Chó ăn cơm chùa hả? Năm nay đầu năm chó đi ăn cơm chùa hả? Bỏ vô miệng luôn. Cũng đang ăn cơm chùa để cho con. Hôm nay đi chùa mặc nguyên bộ áo dài. Áo dài rất là đẹp, màu đỏ luôn các bạn ơi. Yeah. Đang ăn cơm chay, đang ăn cơm chùa ở đây nè. Cùng cảnh ở đây nó cũng yên bình lắm nè. Hôm nay không có đông người lắm, chỉ có ít thôi. Có vậy hả? Bây giờ không thấy gì đây. Hôm nhậu khuya quá rồi, tức giờ không nổi đủ. Bây giờ là 2 giờ chiều cho nên là cảnh chùa thì nó cũng hơi vắng một chút, người ta về hết rồi. Còn có vài người bạn của Thảo đang ngồi ăn cơm với Thảo ở đây. Ở đằng sau lưng Thảo nó có một cái cây mai rất là lớn. Thôi mình đi Tết đầu năm mà đi chùa như vậy là mình thấy trong lòng thanh thản lắm, vui lắm. Chó con thì đang ăn cơm chùa, đang ở đây với mẹ. Chó con mặc nguyên bộ áo dài màu vàng. Chó con ơi, yeah. Chó con đẹp quá nè, chó con đẹp quá nè. Chó con ăn xong chưa? Ăn nhanh lên. Chó con ăn nhanh lên. Nè, chó con ăn nhanh nè. Đó nè, nó ăn ngoan này, nhanh lên mẹ coi, ăn cái xin lên. Đã rồi. Ngoan. Ở đây là professional, nó nấu. Đúng rồi, con ăn đi, đi nè. Đi nè, ăn đi nè, đi nè, ăn giỏi nè, đi nè, ăn ngoan nè. Ồ, cho con ăn cũng ngoan. Wow, bông, bỏ hết cái bông vô trong miệng luôn. Ờ, vậy hả? Ừ, cho con bỏ hết cái bông vào trong miệng luôn. Năm nay đi chùa gặp mấy người bạn nè, cháu con gặp Alina nè, Alina ăn cơm với cháu con nè. Yeah, Alina với cháu con đang ngồi ăn cơm chay ở trên chùa. Đầu năm mùng 1 Tết là dẫn đi chùa để xin lộc đầu năm, ăn cơm chùa cho tốt. Cháu con ha, rồi cháu con hết bỏ hết vô miệng luôn. Giỏi quá vậy. Yeah, yeah, yeah. Ở đây là cái khung cảnh của chùa để đãi khách. Hôm nay thì giờ này cũng không có đông khách lắm, cũng hơi vắng. Giờ này người ta cứ lai ra giờ tới chiều. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Đứng lên cho con hát đi. Sao vậy? Con hát đi. Thảo đang ở nhà người bạn, đang ăn. Ở đây nó có một cái con tôm mà Thảo đang sắp sửa ăn này các bạn ơi. Con tôm rất bự khùng, bằng sắp nửa cái mặt của Thảo luôn. Yeah. Tết New Year, ăn đón Tết ở nhà bạn, những người bạn trong làm nem chung đó. Cho nên là ở đây mỗi cuối tuần hay là có lễ gì đó thì tụ họp lại nhà của cô Tiên này nè để mà ăn uống. Thảo nhà Thảo thì cách đây cũng không quá xa cho nên tới đây thường xuyên lắm. Chó con thì hay gửi đây cho bà. Bỏ bên đây là có một cái con tôm nè, xong rồi trứng trứng gà chiên, con cua, con này con gì, con clam, tôm, cái nào, cái chén muối tiêu, đây, lấy muối tiêu á, tôm này các bạn là tôm đông đá. Cái con tôm nó đông đá, mình mua về mình gã đông đá ra, xong rồi mình nữa. Rồi con tôm cái thịt của nó cũng không có phải là còn nguyên lắm. Nó xào cay cay ngon ghê luôn á, có tiên xào ngon á. Đây là cánh gà chiên, cũng rất là ngon đó. Cái gà chiên này chủ nhà hàng làm. Chim cút chiên các bạn ơi nè. Rồi đón Tết New Year này, năm nay hoành tráng thiệt luôn đó chứ. Hoành tráng luôn á. Khách thì chưa thấy, thấy đồ ăn không à? Khách thì chưa thấy mà thấy đồ ăn không? Dạ. Ở trên nói xuống là ngập nhà rồi bà. Cháu con đang ngồi với anh. Cháu con đang ngồi với anh. Ở đây nè, dưới đây nè rồi. Các bạn ơi, đồ ăn hoành tráng luôn. Quá trời hoành tráng luôn, một buổi tiệc đón New Year ở nhà người bạn ở Torrington. Cái gì nó sôi đây vậy ta? Cháu con đang mặc áo dài đẹp quá trời luôn. Con cánh gà, cơm chiên. Dạ đúng rồi. Tôm, ốc, xào, tỏi ớt, rất là nhìn rất là ngon luôn. Gỏi rô bò các bạn ơi, ăn với nước mắm, miếng xào. Nó nóng nóng rồi. Cái con tôm đã dễ sợ luôn nhé, tôm càng xanh các bạn ơi. Wow, con tôm bự như thôi luôn á. Đại gia đình. Mới vừa ăn xong các bạn ơi. Bây giờ mình đây đang chụp hình. Cái này bò cái này. Má mày làm gì vậy? Như vậy đã sẽ sạn gì mà lâu dữ vậy? Má mặc áo dài. Bạn bè ngồi quá trời luôn này các bạn ơi. Ôi tới rồi hả? Hello con trai. Chào cô chưa? Rồi nè, quá trời luôn. Này đẹp quá hả? Em cũng chịu khó. Đông người rồi nè. Em chỉ phụ thôi. tay nữa kìa, bạn của tôi. Hôm nay Tết mà không mặc áo dài sao được. Áo dài này trời ơi, tóc vàng mà áo dài còn vàng hết pin như gì. Wow, đẹp quá nè cho con ơi. Quá trời là đẹp luôn. Xích cha. Ok này cháu con đi vô bắt đầu lì xì rồi, bắt đầu bà lì xì cho cháu cả nhà. Đây cái khung này quan trọng nè. Đây đứng sắp hàng lì xì. Đông vui quá nhậu mình cười hôi luôn. Dạ. Trời ơi đó kìa, đông vui kìa. Cho con chúc mừng bà, chúc mừng. Cho con chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Cho con nói đi chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới bà đi. Con nói kìa. Cho con đâu rồi, đi lại chúc bà đi. Về qua một bên. Trời ơi. Rồi cảm ơn quà con. Rồi đưa tiền đây, đưa tiền đây. Cháu ơi. Cháu ơi. Đâu cháu đâu. Cháu đi mẹ cầm chó. Rồi xong xuôi hết rồi quà lì xì. Vui.